Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo sự cực kỳ là tiềm năng, bởi vì cái kèo này thì chúng ta sẽ khai thác miễn phí cái đồng token POS từ cái dự án Voxy. Thì cái dự án này thì nó đã gọi vốn thành công là 500.000 USDT. Đây là cái vốn đầu tư mạo hiểm thân thiện từ ở đất nước Singapore, và cái số tiền này thì sẽ được sử dụng để mà phát triển cho cái việc mà mainnet chuỗi khối Web3 ở trong tương lai của cái dự án này. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo tài khoản nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kích vào cái link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ở đây thì chúng ta sẽ điền cái username. Thì username này thì các bạn viết liền không dấu cho mình nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email của các bạn. Rồi sau khi điền địa chỉ email xong thì các bạn kích vào cái nút Get Code để chúng ta nhận cái mã code. Đây, các bạn kéo cái hình này nó khớp vào hình bên trong. Rồi, bây giờ thì các bạn nhập cho mình cái mã ở bên trên. Ok, bây giờ thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã code vào mail. Đó, các bạn mở mã code, mở cái mail ra, các bạn copy cho mình cái mã code này. Rồi, các bạn dán vào đây. Rồi, bước tiếp theo ở đây thì các bạn nhập mật khẩu, thì mật khẩu bao gồm từ 6 đến 20 ký tự. Rồi, sau khi nhập mật khẩu xong thì các bạn kích vào đây, chúng ta đăng ký tài khoản. Ok, như vậy là đã tạo tài khoản thành công, thì các bạn đăng nhập luôn. Ở đây thì trên chúng ta sẽ nhập username. Bên dưới thì các bạn nhập mật khẩu. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập nhé. Thì ở đây thì các bạn có thể là đào ở song song các cái thiết bị. Các bạn có thể đào trên điện thoại hoặc đào trên máy tính hoặc trên web luôn cũng được nhé. Và đây thì là cái giao diện các bạn đăng nhập vào. Thì các bạn muốn đổi ngôn ngữ thì các bạn kích vào đây. Hiện tại thì nó chỉ chưa có hỗ trợ cái ngôn ngữ tiếng Việt, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh các bạn nhé. Rồi thì để đào được cái đồng VOS thì các bạn kích vào cái biểu tượng cái logo của nó nhé, các bạn kích thẳng vào. Rồi sau đó thì các bạn kích vào cái nút Start cho mình này. Đó, khi mà nó hiện lên cái chữ mining tức là chúng ta bắt đầu khai thác nhé, thì các bạn bắt đầu kích khai thác thì nó sẽ nhờ các bạn sẽ thấy có 100 cái đồng VOS ở đây. Và đây là cái phần thưởng mà chào mừng người mới tham gia. Thì cái lúc này thì các bạn sẽ thấy là cái đồng hồ nó sẽ cái số mà dư của bạn nó đang nhảy ở đây, tức là các bạn đã đang khai thác. Rồi mình đã chuyển sang cái phần dịch tiếng Việt. Đây, chu kỳ kết thúc khai thác sẽ là 58 phút nữa thì là sẽ kết thúc khai thác nhé. Thì là cái đồng hồ nó đang đếm ngược ở đây. Đó. Rồi thì ở đây cái phần thông tin này các bạn nhé. Phần giới thiệu này. Học viện Web3 toàn cầu Voxy đã cung cấp 45% mã thông báo của mình trong tổng cộng là có 945 triệu POS để phân phối miễn phí. Đó, đây là cái nguồn tổng cung phân phối cho đợt airdrop là 945 triệu POS. Đây, các bạn kích vào cái nút Eviter này thì ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái mã mời cũng như là cái liên kết để chúng ta mời bạn bè tham gia. Ở đây là cái mã mời của mình, thì nếu như bạn ủng hộ mình thì các bạn có thể là sử dụng cái mã mời của mình là J50WFI. Đó, thì đây là cái mã mời của mình. Và ngoài ra thì ở bên dưới này sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái liên kết mời. Mình nghĩ là hai cái liên kết thì nó sẽ là giống nhau, thì các bạn có thể copy cái mã mời này các bạn chia sẻ cho bạn bè. Ở đây thì cái phần thưởng mà giới thiệu nhé, thì các thành viên của VOS VOC giao là những người đã đóng góp cho Học viện Mercy Web 3 để mở rộng cơ sở đồng thuận ở cái giai đoạn này. Và đối với mỗi một thành viên được mời tham gia vào round, phần thưởng là 10 đến 100 mã thông báo. Mercy sẽ được trao tổng nguồn cung của những phần thưởng này sẽ là 5% là 201 triệu POS. Đó. Thì các bạn copy cái mã mời này kèm cái link đăng ký thì các bạn chia sẻ mời bạn bè tham gia đào nhé.
Rồi thì các bạn kích vào đây thì nó lại quay trở lại cái phần đào nhé. Thì khi kết thúc cái phiên đào thì các bạn kích vào đây, chúng ta lại tiếp tục chúng ta khai thác một cái phiên đào tiếp theo. Rồi thì ở cái video này thì chủ yếu là mình giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái dự án cũng như là làm quen qua với các cái ứng dụng, các cái chức năng chính của dự án và cái cách để chúng ta đào và cũng như là nhận 100 cái đồng POS từ cái dự án Voxy. Ở cái video sau thì mình sẽ cập nhật cũng như là chia sẻ cho các bạn chi tiết kỹ hơn về cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.